Hello anh em, chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay mình đang canh cái sự kiện ra con tướng mới anh em, nên là lên video hơi trễ ha. Đang canh luôn anh em. Lúc mà quay video cho anh em là lúc đây là 19:15 anh em. Nhưng mà thường tầm giờ này á thì nhà phát hành đã ra con tướng mới rồi. Đó, thì mà bây giờ chưa thấy nữa anh em. Để coi trong quá trình làm video để mình cứ ra mình địa đã thử con ra con tướng mới có phải là con Obito hay không, hay là con gì đó. Đó là ngày hôm qua là review xịt cái là hơi bị quê. Nhưng mà chắc chắn là tỷ lệ cao ra con Obito ha anh em. Nhưng mà vẫn chưa biết skill là cái gì. Tí hồn nữa ra coi thử coi như thế nào ha anh em. Rồi ok ha, thì ngày hôm nay để coi coi gói nào ngon ngon xịn xịn nạp luôn ha anh em. Ách ha, 40 cụ đặc biệt. Chắc là đè gói gì nạp thôi anh em ơi. Mấy gói xung quanh thì nó hơi cùi ha. Gói siêu hot nữa nè. Đó, nạp gói này cũng được nhưng mà mình cần cái vali hơn. Hiện giờ thì kinh nghiệm này ông nào cần thì lấy ha. Rồi ok, nạp gói siêu hot đi nè. Rồi gói siêu hot đúng không? Đây gói siêu hot đây nè. À ơi cha, từ không phải gói y tim siêu hot mới đúng anh em, mình không có cần kinh nghiệm mà. Ồ để coi coi đâu rồi ta, gói nhẫn thuật hiện tại như S2 kinh nghiệm VIP nữa chứ. Đây mới đúng nè anh em, đây mới là gói chân ngái của mình nè anh em. À được 10 cái vali nữa ha, lụm. Ồ gói này đúng thật sự ngon luôn anh em. Nó đã nhân 2 cuộn rồi mà nó còn cho thêm chúng ta vali nữa anh em, khá là ngon. Ok bây giờ mình sẽ vào lấy quà cũng như là đổi vali thứ rồi ha anh em, cho xong cái sự kiện ngày hôm nay ha. À mới ăn cốt bít vàng ha anh em, khá là ngon. Lụm nè, 70 cuộn, ôi xa. Được thêm vali Rio nữa ha anh em, 200.000 sách nghề, ổn áp. Rồi lấy quà nạp mỗi ngày luôn nè anh em. Rồi ha, để mình coi coi cái vali của mình được bao nhiêu cái rồi anh em. Vali thần bí nè, ui cha, 58 cái hả. Chiều tí hồ nó đánh thêm đại chiến những giả nữa là có thêm được 12 cái nữa rồi nè anh em. Đó, dư một ít vali nữa ha, chắc đợt này đổi được 2 tướng anh em. Mấy con tướng trong này thì ôi ta, từ nhầm rồi. Gai, ừ đổi gai cũng được ha anh em, đổi gai đi. Bởi vì gai đang cần copy để lên tiên thuật anh em ơi. Mà cần tới để mình nhớ có bao nhiêu con copy ta, hình như là 10 con hay bao nhiêu quên rồi. 7 con nè, 7 con. Hiện giờ thì mình đang có để mình bao bao nhiêu con ta. Tích sẵn để đó anh em. Tích sẵn để đó sau rồi chúng ta còn xài nữa mà. Gai thì cũng ok ha, để coi coi. Ui, còn có 1 con à, lên E5 hết trơn rồi. Đổi một con ở bên này ha anh em. Đổi con gai đi. Rồi 8 cái vali. Hy vọng kiếm thêm cỡ chừng 22 cái nữa, đổi thêm một con tướng. Tướng ở bên này là 30 vali ha anh em. 30 vali đổi cho Zoro cũng được. Rồi ok. Này được 12, ơi ta. Bên này tới 12, 15 lận anh em. Kiếm thêm ít vali nữa cũng được. Ninja Legion. Ninja Legion đợt này thì ngưng rồi nè, tới 15 thôi. 15 lượt thôi là ngưng được rồi ha. Để coi có top nhiêu đây. Trời ơi, top 104 luôn. Ok, bữa giờ nạp cũng ít lắm anh em, canh canh mấy cái sự kiện nạp ít lắm. Thêm lượt đi ha. Đợt này lấy thêm lượt quay cho anh em xem bên này được 10 lượt đấy em. Ngày hôm qua đó, ngày hôm nay lượt 10 lượt luôn á. Rồi mở một lần coi. Săn code anh em. Sẵn đang có lock vào cái trang nhập code nè. Là quay ra code là lượm luôn ấy. Hiện giờ đang có 3 code. Mở cái này nó lát lát anh em thấy không? Mình nhấp cả buổi rồi nó mới ăn kìa. Khổ thực sự á. Đó, mình nhấp đâu, mình đứng đợi nãy giờ nó mới ra. Hình như là quay X1 là nó bị hay bị vậy nè. Mình thấy quay X1 nó dễ ra cốt hơn thì phải đó. Anh em cày chay á anh em. Họ tạo nhiều ạc clone để mà họ vào họ quay lượt á. Vì họ toàn X1 không chứ làm gì X10 được anh em. Tại vì nhiều khi vào like xe rồi các thứ là được có 3 lượt à. Đó nên là họ chỉ X1 thôi. Còn X10 thôi khó hả. Trời nó nhảy một lần hai cái luôn rồi. Cái cốt tôi đâu? Có cốt không? Lịch sử đổi thưởng lát luôn nè anh em. Mạnh S ngẫu nhiên hả? Vẫn chưa thấy có đâu. Ok, quốc phải X10 luôn đi. Ra thử coi địa coi có tướng mới không, ninja mới không anh em. Lát ghê chưa này. Địa thử coi. Thường thì ở trên bay thì tới giờ này là sẽ có sự kiện mới. À đây,
từ từ ok, từ từ nha anh em, từ nha, có tướng mới rồi nha, trời ơi, để mình là lấy cái ít 10 cái đó anh em. Trời, được còn 10 luôn nè, trời, có tướng mới rồi, bây giờ sẽ vào review tướng mới đi anh em. Trời ơi, quá đã. Cái gì vậy trời? Trời ơi, rồi xong được chìa khóa luôn, không có thấy cái code nào cả nè. Thôi, dục qua một bên, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào coi tướng mới nha. Tướng mới đợt này thì... đây, ninja mới xuất chiến, truyền tin ra trận nhận Toby. Ai, truyền tin ra trận là Toby nha anh em, là Obito đó. Toby là một thành viên tổ chức Akatsuki, núp sau bao bọc là một tên ngốc nghịch ngợm các thứ rồi, các thứ nè anh em. Đó, ui, sát thủ ha, hệ hỏa nè. Thôi, vậy là đúng hệ của Uchiha rồi. Thuộc làng lá nè, vai trò khả năng tấn công và khống chế mạnh mẽ. Bản thân là dụng nhẫn thuật để phong ấn mục tiêu, làm hạn chế năng lực hành động. Wow. Từ đó làm tăng sát thương bản thân, tạo nên một lên mục tiêu bị hạn chế. À ngon. Ok, cùng coi skill trước nha anh em. Hỏng quá, hỏng quá. Phải chưởng à. Ít trời ơi, đúng chưa anh em? Đúng con tướng mới của mình review chưa? Coi thử coi skill như thế nào ha anh em. À. Toby Obito. Chúng ta cùng gọi nó là Toby đi anh em ha. Còn Obito sau này ra tính tiếp. Đây là những cái hoàn cảnh khi mà biến thành tên ngốc, đồ các thứ nghịch ngợm rồi đó anh em, ở trong tổ chức Akatsuki. Ôi. Ơ, đánh thường. Dạ, câm lặng. Ủa, nổ gì kì vậy? What? Ủa, nổ gì xoáy có một cái vậy thôi hả? Rồi củ vĩ đâu ta? Chắc cắt củ vĩ luôn rồi anh em ơi, không cho củ vĩ ra mặt rồi. Ủa, hết rồi. Ủa gì kì vậy? Coi lại cái nổ coi. Ai xa. Obito tuyệt kỹ. À, ok nha anh em. Đó thì xoáy gì đó anh em, lấy là con mắt là Sharingan xoáy cái gì đó anh em. Ủa nổ thấy nó tèo tèo ta. Nổ không có được bắt mắt lắm ha anh em. Để mình đọc cái skill coi anh em, quan trọng cái skill thôi ha. Đó là bộ kỹ năng của Toby nè. À, bọc phong loạn vũ gây 200 công cho toàn thể phe địch. Gây thêm sát thương đó là 350 công cho mục tiêu đang chịu hiệu quả câm lặng. À, bản thân tăng 50% xuyên giáp trong 3 lượt. Nếu mà cái skill này mình nghĩ đi với lại con Kakashi á anh em, đi với Kakashi thì thôi, Kakashi câm lặng tàn mục tiêu mà anh em, tàn địch mà anh em, có tỷ lệ câm lặng tàn địch mà. Đó nên là đi với lại con Obito thì cũng ngon ha. Rồi. Thể thuật nè anh em, đó là tăng công máu 100% kháng choáng. Wow, không bị choáng luôn. Rồi nha. Chozuro đâu? Nè đâu? Ra đây. Trời ơi, nhiều khi đây là cái con tướng sẽ chỉ được con Chozuro và con Na đó nha anh em, câu tơ cứng nha. Bởi vì nó kháng choáng mà. Ui, rồi xong luôn. Kể cả con Jiraiya tiên nhân nữa. Jiraiya tiên nhân cũng có choáng nữa anh em. Vậy là bây giờ nhiều khi nó sẽ tạo cái meta mới, không biết là bơm tấn hay là bơm xịt đây anh em. Để ngày mai coi như thế nào ha. Ngày mai mình sẽ chiêu mộ rồi test skill các thứ cho anh em xem. Rồi tới cái skill tiếp theo ha, đó là chiến thuật phong ấn. Đầu mỗi hiệp tăng 35% sát thương chí mạng. Wow, duy trì 4 lượt. Đồng thời tạo phong ấn lên 3 cái địch ngẫu nhiên duy trì 1 lượt. Phong ấn là mỗi khi nhận sát thương từ đánh thường hoặc nộ có 50% bị câm lặng duy trì. Wow. Vậy là con Obito này là nó chuyên về câm lặng anh em, chuyên về câm lặng. Chà. Có thêm Kakashi búp vô thì thôi chứ anh em nhờ. Rồi tới cái skill tiếp theo đó là đánh thường là gây là 150% công lên 3 địch, 3 mục tiêu ngẫu nhiên, gây thêm sát thương 300 công nếu mục tiêu bị câm lặng ha. Ok, để mình ngâm cứu, đọc cái skill này ngâm cứu lại đi em. Trước mắt là thấy cái khả năng của nó là có xuyên giáp nè, câm lặng đồ các thứ nè anh em, kháng choáng nè, đó, chí mạng nè, tấn công đồ các thứ, máu được cũng khá là trâu ha. Đầu mỗi hiệp tăng 35% sát thương chí mạng duy trì 4 lượt. Tăng cho ai? Tăng cho team mình hay là tăng cho chính bản thân nó? Cái này là ghi không có rõ ha anh em, mình nghĩ là tăng cho chính bản thân nó hay sao đó.
đồng thời tạo phong ấn liên kết, tạo phong ấn lên ba cái lực ngẫu nhiên, duy trì một thêm phong ấn là mỗi khi nhận sát thương từ đánh thường hoặc nộ. Có 5% tỷ lệ gây câm lặng, duy trì 2 hiệp. Cái này cũng chua ha anh em. Nhưng mà cái khả năng kháng choáng của nó mới quá ha anh em, 100% kháng choáng. Cái câm lặng thì con na nó vẫn xóa hiệu ứng được ha anh em. Khi mà đồng đội bên kia chết vẫn xóa hiệu ứng được nha, nên là na vẫn còn bá, nên theo mình nghĩ là như vậy. Không biết là có counter được con na hay Sazuro hay không. Đó thì đợi thời gian là ngày mai đây. Đợi ngày mai mình chiêu tướng xong rồi mình sẽ phân tích thêm về con Obito, con Tobi này, để cho anh em biết ha anh em. Rồi, ok anh em, thì đó là video ngày hôm nay ha. Ngày mai mình sẽ chiêu tướng được các thứ cho anh em xem, nên nhớ đón xem nha. Rồi, anh em thấy hay giúp like, share, giỏi kênh nha. Nói rất nhiều nha.